rồi, cảm ơn tài xế. Hai người nhìn nhau cười rồi thoát tay đi chưa cáp phiếu thì buồn nó vẫn còn cái đoạn nhanh hai bên đường biển ok đâu vô mèo cũng quen rồi vậy nè vô em vô chỉ gây mê lê da. Ngoài những cái phân đoạn mà Lộc nó cùng nó điên chung với chị Khá Như thì bên cạnh đó Lộc cũng có thể khai thác chính bản thân mình với những cái phân đoạn cực kỳ nghiêm túc liên quan đến y khoa, liên quan đến thẩm mỹ. Và Lộc thấy nhân vật này là một cái nhân vật khá là màu sắc đối với mình, là thứ nhất. Thứ hai là mình có thể hiểu được nhiều hơn về những cái kiến thức liên quan đến thẩm mỹ, liên quan đến y học. Và bên cạnh đó cũng làm cho tất cả mọi người có một cái nhìn nó thoải mái hơn và nó dí dỏm hơn về cái lĩnh vực y khoa này, lĩnh vực thẩm mỹ này. Lộc rất là mong tất cả mọi người theo dõi cho con đường làm nghệ thuật của Lộc, ủng hộ nhân vật Lê Gia trong web drama Yêu Lại Từ Đầu của chị Việt Hương, và đón xem trong thời gian sắp tới web drama Yêu Lại Từ Đầu sẽ mang đến cho tất cả các bạn nhiều cung bậc cảm xúc nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Oh,
Xin kính chào quý vị khán giả, Đông Đang ở trên phim trường Yêu Lại Từ Đầu, một bộ phim sẽ được chiếu trên kênh chị Việt Hương. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ bộ phim Yêu Lại Từ Đầu cũng như ủng hộ chị Việt Hương và tất cả các anh em ekip. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chuẩn bị đi Hà Nội và sau đó là sẽ đi ra Hạ Long quay tiếp cái phim Yêu Lại Từ Đầu của chị Việt Hương nha. Từ sân bay Tân Sơn Nhất bọn tôi sẽ đi ra sân bay Nội Bài, Hà Nội. Đây là Tấn Hà, đây là Tuấn Lê, đây là... thôi bỏ qua nó đi. Đây là Hải Nhí, đây là Tuấn Nhỏ, đây là Úc Anh. Úc Anh lấy đồ em bỏ qua. Trên tay cầm sẵn máy quay luôn. Đó đó, giỡn đi. Đang cầm thẳng máy quay luôn các bạn. Đó, còn cái này là cái người này các bạn đừng quan tâm là ai hết. Mấy anh em vừa mới xuống, hello. Hello. Ekip cũng đã tới sân bay Nội Bài rồi các bạn ơi. Không khí ở đây đang là 27 độ nha, 27 độ, rất là mát. Thì bây giờ tụi tôi sẽ đi lấy hành lý. Xong sau đó, hôm nay tụi tôi thuê hai chiếc xe lận, hai chiếc xe 7 chỗ. Bây giờ đi lấy hành lý xong lên xe chạy về khách sạn kiếm gì đó ăn nha các bạn ơi. Ok, let's go. Bịch ống kiến rồi lại để chuyển cảnh, trời ơi. Ok, đây là Hạ Long. Welcome to Hạ Long. Của nhà cô Tứ Đại Hiên Dương. Ông hát xong tôi đi làm sao? Tôi tắt cái đèn nó quả.
bị đâu, không phải ổng mà thôi đó. Lần này tham gia bộ phim Yêu Lại Từ Đầu của nhà sản xuất Việt Hương thì Tức Hương cảm thấy rất vui vì đóng với lại một cô bạn học cũ, hai đứa ôn lại những kỷ niệm ngày xưa rất là vui. Bên cạnh đó cũng đóng một nhân vật cũng nói chung rất là hợp vai, là bác sĩ Thắng, là một bác sĩ cũng cái vai cũng giống như là tính cách mà cũng phản diện trong phim, cũng giống như đối đầu với Việt Hương, cho nên cái vai diễn này Tức Hương cảm thấy rất là thích. Mà ngoài những cảnh quay chung thì hậu trường thì Tiết Cương, Việt Hương, Quỳnh Đông, Lan Phương đồ đùa giỡn rất là vui, giống như mình sống lại cái thời còn đi học vậy đó. Rất mong quý vị khán giả đón xem háo hức bộ phim web drama của nhà sản xuất Việt Hương Yêu Lại Từ Đầu nhé. Đúng rồi. Bánh bèo được chồng chế rồi. Bánh bèo được chồng chế rồi. Họ gọi trong hỏi ai còn dù quá lấy dù che chân Cương kìa. Mới đúng rồi. Nó chỉ lúc qua giữa giữa nó đồ to. Nói nhí kìa, nói nhí kìa. Nó bảy nhí nè, bảy nhí mốt. Báo nhí đi, báo nhí, nhí nó chết người kìa. Mốt kìa. Bà thấy góc bên này luôn. Mốt được chưa? Nói ai?